triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo nghị quyết 68 của Chính phủ, tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương rà soát các hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đến nay đã hoàn thành hỗ trợ đợt 1. Đối tượng được hỗ trợ là hướng dẫn viên du lịch đã được Sở Du lịch Ninh Bình cấp thẻ hoạt động còn giá trị đến thời điểm nộp hồ sơ, có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch, có phân công của tổ chức cá nhân quản lý khu điểm du lịch. Theo đó, trong đợt 1 đã có 15 hướng dẫn viên được nhận hỗ trợ với mức 3.710.000 đồng một người, phương thức chi trả một lần. Sau khi mà hoàn tất hồ sơ do Sở Du lịch hướng dẫn thì mình đã được nhận cái khoản hỗ trợ, đó chính là chuyển khoản. Thì mình rất là cảm kích và cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ cho anh chị em hướng dẫn viên chúng mình. Đây cũng chính là một trong những món quà lớn. Và mình cũng hy vọng rằng là sắp tới thì tất cả những anh chị em hướng dẫn viên của Ninh Bình cũng sẽ được nhận cái gói hỗ trợ. Toàn tỉnh hiện có 223 hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ hoạt động. Ngành chức năng đã thông báo hướng dẫn đội ngũ này hoàn thiện hồ sơ để được thụ hưởng chính sách. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022.